Xin chào tất cả khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh, và ngày hôm nay thì tôi và Tô Anh Hùng quay trở lại với thị trường bất động sản. Trên kênh Tài chính Kinh doanh thì chúng tôi đã có chương trình là Nói Dối Lớn rồi, Đúng rồi. có nói sự thật bất động sản rồi. Tôi nhớ rằng là có một bạn vào comment rằng là trong cái chương trình Nói Sự Thật ấy, và đang nói thị trường bất động sản tại sao nói Hitler, đúng không? Đấy, bởi vì nếu chúng ta phải xem cả một chuỗi thì chúng ta mới hình dung là Đúng tại rồi. sao nó như thế. Thì chúng ta có nói dối lớn, có nói sự thật. Thì ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi đó là điều chưa nói, thị trường bất động sản điều chưa nói. Thế chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn những cái sự kiện ở trên thị trường để chúng ta hình dung xem là trong cái bối cảnh bây giờ với một cái ngành bất động sản, phải nói rằng là qua cái giai đoạn khó khăn nhất nhưng mà sự phục hồi nó còn rất là chậm, là không rõ nét. Rất nhiều các phân khúc khác nhau, có khác nhau, chủ đầu tư khác nhau cũng khác nhau, và cơ hội cũng khác nhau. Rồi đối với người mua thì giá như thế nào hợp lý, có những chỗ giá cao giá thấp chỉ chờ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, mọi thứ nó đã thay đổi rồi. Thế đây là điều mà chúng tôi muốn đưa ra trong cái chương trình này. Thời điểm nào bạn có thể đầu tư bất động sản, phân khúc nào sẽ mang lại lợi nhuận tốt? Chương trình đào tạo tài chính và đầu tư bất động sản sẽ giúp bạn xây dựng được cấu trúc tài chính, danh mục bất động sản phù hợp với bản thân. Học viên sẽ định giá được sản phẩm bất động sản cũng như tiềm năng tăng giá trong tương lai, cũng như đảm bảo an toàn pháp lý theo luật bất động sản mới nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 0942386611. Ở đây gần đây thì chúng ta có một cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mà hay lướt sóng ấy, quan tâm, thì Hùng có thể chia sẻ với mọi người được không? Vâng, thì như thông báo mọi người có thể nhìn thấy ở đây, đây là một cái thư mời để tham dự cái sự kiện của MB xử lý 111 căn nợ xấu của MB. Thì ở đây mọi người nhìn nhìn thấy cái sự kiện này cũng diễn ra gần đây thôi, vào ngày 25 tháng 5 năm 2024. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây ấy, thì cái việc mà xử lý nợ của các ngân hàng ấy, như anh Long cũng biết ấy, thường thì mọi người sẽ ít khi public cái thông tin này, mà đa số là họ sẽ làm việc với cả chủ đầu tư, làm việc với cả các cái khách hàng là cái người mua các cái sản phẩm này của chủ đầu tư. Thì làm sao để mà nếu như mà khách hàng không có đủ khả năng để chi trả thì họ sẽ tìm cách để bán các cái sản phẩm đó, chứ thường rất ít khi có những cái thư mời như thế này. Và thường là các người mua nhà đã đến cái giai đoạn là họ không thể tự xử lý được, thì sau đó thì họ có thể là gì, ủy quyền lại cho các ngân hàng để xử lý các cái nợ xấu này. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì ở đây ấy, em muốn chia sẻ với cả mọi người để mọi người có thể nhìn nhận một cái vấn đề, đó là gì, về cái số lượng cái căn hộ này tương đối lớn, lên tới 111 căn. vào Vâng. 111 Tôi căn. sẽ làm rõ cho mọi người, tức là vào ngày 25 tháng 5 vừa rồi, tức là thứ bảy tuần vừa rồi, Đúng thì rồi. tại thành phố Hồ Chí Minh thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank ấy Đúng rồi. là mở bán đấu giá 111 căn hộ Đúng rồi. để xử lý nợ xấu. Đúng rồi. Tức là gì, người mua là mua từ chủ đầu tư Đúng rồi. vay ngân hàng MB Đúng rồi. nhưng mà gì, không trả được nợ, Đúng rồi. đúng không ạ? Cho nên là ngân hàng MB là đấu giá để xử lý nợ xấu. Đúng rồi. Đấy. Thế thì gần đây chúng ta phải hình dung rằng là có rất là nhiều báo cáo về câu chuyện là nợ xấu của thị trường ngân hàng. Đấy. Và một trong những cái điểm mà chính yếu mà tôi có đọc được gần đây, một cái gọi là từ khóa rất là quan trọng, đó là trong 4 tháng đầu năm vừa rồi thì ngân hàng phát triển bán lẻ rất là nhiều, tức là cho vay những cá nhân. Đấy, rồi cho vay mua nhà, mua bất động sản, nhất là dư nợ bất động sản nó tăng mạnh hơn so với các cái cấu phần khác trong nền kinh tế, thì nợ xấu của ngân hàng lại phát sinh từ các cái người mua mua lẻ, tức là những cái khách lẻ, gọi là những cái hoạt động retail đấy, Đúng là bán lẻ đó. Và chúng ta hình dung rằng là nhiều người trong số đó là nó có tính chất đầu cơ, tức là chúng ta mua mà không có mục tiêu để ở, mua căn rồi. hộ thì để ở thôi, Đúng đúng không ạ? Đấy, còn mua đất nền thì
thì mới có tính chất là chờ tăng giá, chứ mua căn hộ thì chủ yếu là để ở. Nhưng mà họ lại lướt sóng này, thì tôi đọc đâu đó trên mạng xã hội mọi người nói rất là nhiều, có những người thì mất tiền đặt cọc nó cũng là nhẹ rồi. Đấy, thế còn mất thêm tiền, ví dụ như là đóng thêm tiền vào rồi mà mất thì cũng sẽ cái có khi là mất đến 30% giá trị của căn hộ này, Vâng, là mất thì trắng đấy. đúng rồi. Thì nhưng mà anh Long có thể nhìn thấy ở đây thì đây là cái thông tin mà tất cả những thông tin này là bên MB là public anh ạ. Thì cũng muốn là chia sẻ với mọi người thì ở đây cũng có rất nhiều các cái sản phẩm căn hộ và giá thì nó có hai loại giá, một là giá khởi điểm, hai là cái giá trị hợp đồng mua bán. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây ví dụ như là em có đánh dấu một Giá cái khởi điểm là giá khởi điểm là đấu giá đúng đúng rồi là không? giá khởi điểm khấu giá, còn cái giá trị hợp đồng mua bán thì là chính là cái số tiền mà giữa khách hàng và chủ khách hàng và chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán với nhau. Thì mọi người có thể nhìn thấy là gì, một hai con số, một bên là 3 tỷ 8, một bên là 4 tỷ 9 đó. Thì cái giá khởi điểm ở đây có nghĩa là gì, là đã so với cả giá hợp đồng mua bán là đã giảm từ 20 cho đến 25% rồi Hơn 1 đó. tỷ rồi, 3 Vâng tỷ 8 sau 4 tỷ 9. vâng Đấy, đúng chúng rồi ta nhìn thấy nhiều số là con số này cũng thế này. vâng 3 tỷ 306 và 4 tỷ 4 tỷ 3 378, như đúng vậy rồi cũng giảm hơn 1 tỷ. đúng rồi. Và Đấy. toàn bộ cái số tiền mà chênh lệch ở đây ấy, thì là khách hàng là người mua đấy, là người sẽ phải chịu cái vấn đề này, và có nghĩa là họ coi như là mất luôn 20 cho đến 25% Tức đó là ngân hàng sẽ cố gắng là thu hồi cái tiền cho cho vay. vay Đúng đúng rồi không? Thế thì làm thế nào mà ngân hàng có thể thu hồi được, thì chúng ta hình dung rằng là khi một khoản vay mà rơi vào tình trạng là chậm trả và phát sinh là thành nợ xấu rồi ấy, thì người vay họ sẽ phải tìm một phương án để giải quyết trước. đúng rồi Còn trong trường hợp mà họ không tìm một phương án thì họ buông xuôi, đúng họ rồi đưa cho ngân hàng tự xử lý. đúng Thì rồi đây có 111 căn hộ, đúng rồi có thể là 111 khách vay hoặc là ít hơn ít đúng không? hơn Có thể đúng một rồi khách vay hai căn hai hay ba tùy, thì tôi không không dám chắc. dạ Đấy, nhưng mà như thế tôi nghĩ rằng là những cái căn hộ này có thể là một là chưa được hoàn thiện đưa vào sử dụng, và nếu hoàn thiện đưa vào sử dụng rồi ấy, dạ thì có thể là cái tiền mà họ không ở, họ cho thuê là không có đủ để trang trải cả tiền lãi, chứ đừng nói tiền gốc rồi vân Vâng. vân. Chia Đấy, cho sẻ với nên cả anh là Long ấy thì cái dự án này ấy là một dự án của Vinhome ở quận 9, và toàn bộ tất cả các cái sản phẩm ở đây đều là đã được bàn giao đầy đủ cho khách hàng rồi. Đó, và nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có rất nhiều các vấn đề như anh Long vừa chia sẻ, nó là về cái số tiền mà cho thuê ấy, thì thật sự thì cái số tiền cho thuê nó thấp hơn so với cái số tiền mà họ phải trả lãi hàng tháng Thế rất là có thể họ nhiều. vay quá nhiều Đúng đúng rồi ạ. không? Đấy, như thế là đây là vấn đề mà chúng ta cũng nói nhiều với nhau trên kênh tài chính kinh doanh, đó là Đúng tài rồi. chính bất động sản. Đúng rồi. Đấy, vay quá nhiều mà không có khả năng tính toán về về dòng tiền Đúng rồi. thì gặp khó khăn. Đó. Và từ đó thì không trả được gốc rồi lãi rồi cứ thế nó tích Vâng. lên thì cũng buông xuôi thì giao cho ngân hàng xử lý Cũng thôi. có thể có thêm một yếu tố nữa là do họ thấy là gì, cái giá họ mua là giá quá cao. Đó, và cũng chính vì cái lý do đấy, khi mà cái kỳ vọng của họ là họ không đạt được thì họ cũng lại, đấy là một cái lý do mà họ cũng có thể là buông xuôi để cho khách hàng, để cho ngân hàng tự xử lý cái này. Đó, thì đấy là cũng có rất nhiều các cái lý do. Thì ở đây khi mà đầu tư bất động sản ấy thì em thấy là chúng ta, khi bất kỳ một ai, kể cả là người đầu tư hay là cá nhân mua, đều cần phải trả lời những cái câu hỏi như này. Thì đây là một cái gọi là quy tắc, là gọi là 5W1H. Thì cái này chắc là mọi người, như anh Long cũng biết, là rất nhiều người biết rồi Đó, đó. anh giải thích cho mọi người biết xem nào. Vâng, thì ở khi mà chúng ta nói đến đầu tư bất động sản thì chúng ta cần phải trả lời, tự bản thân chúng ta cần phải trả lời các cái câu hỏi này. Đầu tiên đó là when, là khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta bán. Cái điều này thật sự thì trong cái quá trình tư vấn cho khách hàng của bản thân em thì em thấy là rất nhiều người hỏi câu này, và câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên. Đó. Gần đây mới hỏi thôi chứ ngày xưa thì Đó. bất động sản luôn luôn tăng mà, trong cái môi giới bất động sản luôn luôn tăng thì cần gì phải khi nào mua khi nào bán, nhưng bây giờ chắc có lẽ là nó tăng giảm kinh quá cho nên là mọi người hay hỏi Và nếu mà bây giờ mọi người có thể thấy là gì đấy, như một cái ví dụ mà chúng ta vừa nêu đấy, là không phải là cứ mua từ móng là lãi đâu anh Long ạ. Tại vì thật ra trên thị trường cách đây cũng chỉ tháng trước thôi anh Long ạ, tháng trước hoặc là khoảng 1,5 tháng tháng trước, thì chúng ta sẽ luôn luôn nói là gì, à bất động sản thì luôn luôn tăng đúng không ạ. Mà kể cả là cái phân khúc mà chúng ta hay nói là phân khúc chung cư đấy, là họ có rất nhiều thông tin mà là cứ mua từ móng là chắc chắn thắng, nhưng mà cái kết quả thì mọi người có thể nhìn thấy rồi, có những cái căn là cắt rất là sâu, lên đến cả 1 tỷ. Thì chúng ta cũng cần phải để ý cái câu hỏi là gì, khi nào chúng ta mua và Rồi, khi nào còn chúng những ta câu hỏi bán. khác thì sao? Tiếp theo nữa là câu hỏi tiếp theo nữa là chúng ta mua bán ở đâu đó, và sau khi mà xác định được mua và bán ở đâu thì chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta mua bán cái gì. Tại vì thị trường bất động sản chúng ta có rất nhiều các phân khúc,
Đấy, như là chung cư là một phân khúc thôi. Ừ. Chúng ta có đất nền này, liền kề biệt thự này, ừ, và rất nhiều các cái sản phẩm khác. Nhà phố. Đúng rồi ạ. Ừ. Đó, thì chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta mua bán cái gì. Tiếp theo nữa là tại sao chúng ta lại mua sản phẩm đó. Đó, và cuối cùng là cái vấn đề là chúng ta mua bán của ai. Nếu như mà mua bán của một chủ đầu tư thì chủ đầu tư đấy là chủ đầu tư như thế nào, có đủ khả năng để triển khai dự án hay không. Có rất nhiều dự án như mọi người cũng biết là họ đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai rồi, nhưng giữa cái việc là đủ điều kiện bán nhà trong tương lai nó chỉ là một vấn đề về pháp lý thôi, còn cái vấn đề là cái chủ đầu tư đấy họ có triển khai được cái dự án đến khi mà bàn giao cho khách hàng hay không thì đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta mua của ai, phải đánh giá được chủ đầu tư. Đúng rồi ạ, và đánh giá chủ đầu tư. Và ví dụ như là tiếp theo nữa là bán cho ai thì chúng ta cũng phải cần phải nghĩ đến một cái việc là gì, à hôm nay anh mua một cái sản phẩm này, nhưng về sau anh bán thì ai sẽ là người mua sản phẩm đó. Như chúng ta biết là bây giờ trên thị trường có rất nhiều các cái sản phẩm, mà nhất là nghỉ dưỡng anh Long ạ, bây giờ là không có ai mua luôn. Thì những cái người mà trước đấy họ mua thì họ không nghĩ là sẽ, không bao giờ nghĩ đến cái chân dung của khách hàng về sau họ bán là ai cả. Thì cái việc đấy chúng ta cũng cần phải nghiên cứu ngay từ khi mà chúng ta xác định để đầu tư bất động sản, bắt đầu chuẩn bị mua là phải biết là sau này bán cho ai rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đấy là cái câu hỏi thứ năm là hu đó. Tiếp theo thứ sáu là mua bán như thế nào. Mua bán như thế nào nghĩa là sao? Là liên quan đến tài chính đấy anh Long ạ. Là mua là chúng ta có bao nhiêu vốn, vay bao nhiêu. Đó, và các cái quy trình để mà giao dịch bất động sản nó như thế nào. Tại vì mỗi một cái sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm mà chúng ta mua của chủ đầu tư, cái quy trình nó khác hẳn hoàn toàn khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm mà đã có sổ đỏ. Thì tất cả những cái đấy nó nằm ở cái câu hỏi thứ 6 này. Nhưng mà tôi thấy 6 câu hỏi này quá khó lắm. Thế mà dân mua bất động sản thì họ cứ nghĩ là cứ mua là thắng. Đấy, cho nên là có cái chỗ nào có thể giúp cho người mua ấy. Tôi chưa nói là mua để ở hay đầu cơ hay đầu tư vân vân, nhưng mà tôi sẽ dùng cái là người mua khi chúng ta chuẩn bị mua. Thì chúng ta có thể trả lời được 6 câu hỏi này không? Được ạ. Thì thật ra thì như mọi người cũng biết ấy, ở trên thị trường hoặc là trên thế giới ấy, thì có rất nhiều các cái công ty họ cung cấp những cái báo cáo độc lập. Ở đây độc lập có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là không bị ảnh hưởng lợi ích bởi những bên khác. Thật sự thì đây là một cái mà vấn đề mà trên thị trường Việt Nam nó đang thiếu sót rất là nhiều anh em ạ. Vì như mọi người cũng biết thì thị trường bất động sản và chỉ kể một cái sản phẩm thôi, cái giá trị nó rất là lớn. Và nếu như mà các cái thông tin đưa ra trên thị trường ấy, đôi khi nó sẽ đều có những cái mục đích, và khi mà nó có mục đích rồi thì cái lợi ích của nó sẽ bị xung đột. Chính vì lý do đó thì bên ACT ấy, của chúng ta có ra những cái đầu tiên là để giúp cho khách hàng trả lời được cái câu hỏi đó là gì, khi nào mua hoặc là khi nào bán. Thì khi nào mua hay khi nào bán ấy, thì chúng ta đều biết là gì, bất động sản là một cái sản phẩm hàng hóa, và khi đã gọi là hàng hóa rồi thì nó sẽ có một cái chu kỳ. Đó, thì để mà chúng ta nắm bắt được là gì, thời điểm nào chúng ta nên mua, thời điểm nào chúng ta bán, thì chúng ta cần phải có biết về cái chu kỳ của thị trường bất động sản thông qua các cái yếu tố như ở đây mọi người có thể thấy là gì, để mà ra được những yếu tố chu kỳ hoặc là kịch bản thì chúng ta cần phải biết rất nhiều các yếu tố, ví dụ như là kinh tế vĩ mô thế giới như thế nào, kinh tế Việt Nam ra sao, và cụ thể hơn nữa là cái tình hình thị trường bất động sản. Đó. Thì cái việc đó để chúng tôi có thể xây dựng cho mọi người ra được cái kịch bản của thị trường bao gồm rất nhiều các biến số. Như anh Long có thể nhìn thấy đây, nó có khoảng 11 biến số mà chúng ta cần phải theo dõi. Cập nhật liên tục đúng không? Đúng rồi. Xanh đỏ vàng là như thế nào anh Hùng? Xanh đỏ vàng thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có nghĩa là như thế nào. Ở đây thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các cái kịch bản. Đó, ví dụ như là đỏ sẽ là kịch bản tiêu cực này. Vàng là kịch bản cơ sở. Tiếp theo nữa xanh là kịch bản tích cực. Nếu như toàn bộ ở đây nó chuyển sang xanh thì chắc chắn là cái thị trường bất động sản chúng ta đang có rất nhiều cái triển vọng và sự hỗ trợ đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà lúc đó nó chuyển sang đỏ nhiều hơn, ví dụ như ở đây chúng mọi người nhìn thấy như là Fed Fund Rate chẳng hạn, trước đây thì cái biến số nó sẽ là vàng nhiều hơn, nhưng mà sau đó thì có rất nhiều những cái thay đổi, thì chúng ta cũng phải dự báo là có phải đến cuối năm mới có thể là có cái khả năng là hạ lãi suất một lần. Thì tất cả chúng tôi sẽ update những cái này hàng tháng và hàng quý để mọi người có thể là gì, đưa ra cho chúng ta những cái kịch bản của thị trường bất động sản. Tại sao chúng tôi lại xây dựng cái kịch bản này? Để dành cho các anh chị đầu cơ rất là nhiều. Vì khi mà chúng ta đầu cơ bất động sản ấy, thì cái việc mà thị trường nó thay đổi liên tục thì chúng ta cần phải đưa ra những cái quyết định nó nhanh hơn. Không, đầu năm nay mà mua đất nền mà vùng sâu vùng xa tí là có khi lại đu đỉnh rồi. Vâng. Tôi thấy rất là nhiều trên mạng xã hội mọi người nói về câu chuyện đó. Dạ. Đó. Chúng ta đã nói ở một lần trước đó là liên quan đến cái tín dụng mà của trên trong báo cáo của Bộ Xây dựng đấy. Đúng rồi. Báo cáo quý 1 của Bộ Xây dựng thì tín dụng mà tăng vào mua đất nền rất là nhiều. Đúng không?
Đấy là cái tỷ trọng lớn nhất của dòng tiền nó chạy vào cái chỗ đó, đúng và rồi. Đến quý 2 này mọi thứ lại quay trở lại khó khăn. Đúng rồi. Đấy, và nhất là chúng ta hình dung là lãi suất trên thị trường nó đang có xu hướng rủ rỉnh Đúng tăng. rồi ạ. Đấy, mà cái này tăng lên là những cái sản phẩm rất nhạy cảm với nó là khó ngay lập tức, đúng Vâng, không đúng rồi. ạ? Và ngoài ra nếu như anh cũng Long cũng vừa chia sẻ, khi mà họ sử dụng và với cái sử dụng đòn bẩy và cái kỳ hạn nó ngắn anh không ạ, thì kỳ hạn ngắn đó thì từ 3 đến 6 tháng nữa họ sẽ phải đảo nợ đó, thì cái việc mà một số cái phân khúc như đất nền mà nó có bị cái hệ số rủi ro cao ấy, thì đấy là một cái mà mọi người cần hết sức phải lưu ý. Thì đây chúng tôi cũng có update những cái kịch bản, và ngoài ra nữa chúng ta nhìn cái thị trường nó dài hạn hơn thì chúng ta cần phải nhìn vào cái chu kỳ Chu kỳ dài. đó. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cái chu kỳ này thì nó sẽ hơi khác biệt một chút, là chúng ta cần phải có những cái sự phân tích cụ thể vào từng một cái thành phố một, chứ không thể nào là chu kỳ của cả một đất nước, tại vì ở mỗi một tỉnh thành ạ, nó sẽ có những cái sự tác động khác nhau. Ví dụ như ở đây em cũng muốn chia sẻ mọi người rất là rõ về những cái việc là thay đổi của nhân khẩu học, thì thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nó có những cái điểm nó khác biệt. Ví dụ như là ở đây ạ, cái tổng cái tỷ xuất sinh của Hà Nội thì rất là tốt, nhưng mà Hồ Chí Minh thì ngược lại. Cái này thì chắc là anh Long cũng đã từng chia sẻ rồi, đó là gì, người Hồ Chí Minh bây giờ là tỷ xuất sinh rất là thấp, nhưng mà tuy nhiên ngược lại ấy, thì cái tỷ xuất nhập cư của Hồ Chí Minh lại cao hơn so với người Hà Nội đó. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ về những cái sự khác biệt do để chúng ta có thể nhìn thấy cái chu kỳ của từng thành phố một để chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư. Quản lý bất động sản ở trong phía Nam nó cũng khác ngoài đây, đúng Đúng không? rồi. Đấy, chúng ta nhìn vào những cái quy định về quản lý ở trong thành phố Hồ Chí Minh so với Hà Nội nó cũng khác rất là nhiều, ngoài Đúng khác những cái biến cố, những sự kiện nữa. đúng Đấy, rồi chúng ta ạ. vừa mới thấy một cái sự kiện rất là thương thương tâm xảy ra tại Hà Nội mà cũng chỉ cách đây có vài tháng thôi, một sự kiện khủng khiếp hơn gấp nhiều lần nó xảy ra. Như thế thì nó tác động rất nhiều vào tâm lý người đi mua đấy. Đúng rồi ạ. Bây giờ mà mình đi mua, ngay cả người đi thuê cũng có tâm lý khác rồi, Đúng rồi. chứ đừng nói gì cái chuyện người đi mua. Rồi. Như thế thì những cái sản phẩm mà tốt hơn, có giá trị cao hơn thì nó lại chiếm ưu thế. Đúng rồi. Đấy, những cái sản phẩm cấp thấp thì bây giờ mọi người đang hơi e ngại. Đúng rồi. Đấy, thì đấy là những cái tính chu kỳ, những cái Rồi. sự kiện nó ảnh hưởng, và chúng ta nhìn cả ngắn hạn là kịch bản và dài hạn là chu kỳ, chúng ta được cập nhật trong báo cáo hàng tháng và hàng quý, đúng Đúng rồi. không ạ? Đó. Và đấy là chúng ta đã có thể là khi mà chúng ta xem những cái báo cáo này, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên đó là when, đó nghĩa là khi nào, đúng không ạ? À, tiếp theo nữa, sau khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi đầu tiên rồi thì bây giờ chúng ta cần phải đi cụ thể. Đó, cụ thể là gì? Cụ thể là ví dụ như là một cái sản phẩm dự án nó như thế nào và các cái yếu tố nó ảnh hưởng đến dự án đó ra sao. Đó, thì ở đây chúng tôi cũng có những cái báo cáo phân tích cập nhật, và quan trọng nhất nó là thường xuyên. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi sẽ có những cái là công bố dự án lần đầu, nhưng mà một cái dự án thì triển khai như anh Long cũng biết là cái thời gian triển khai nó rất là dài, và mỗi một cái sự thay đổi của nó thì chúng tôi sẽ update ở trên cái phần này. Ví dụ như hiện tại bây giờ có những cái dự án nó chưa đủ điều kiện, thì chúng tôi cũng đưa ra những cái lưu ý rất là rõ ràng. Đó, và tiếp theo nữa là nếu như sau này họ đủ điều kiện rồi thì chúng tôi cũng sẽ update. Đó. Thì để trả lời cho các anh chị, để anh chị có thể là gì, à cái sản phẩm này nó có những cái tiềm năng như thế nào thì đều được update vào đây. Và ngoài ra nữa là cái câu hỏi là mua của ai, đúng không anh ạ? Thì chúng tôi cũng rất là quan trọng, tại vì thật ra ấy, cái việc này hiện tại trên thị trường thì gần như là bản thân em gần như thấy không có bên nào làm cái việc này, đúng không ạ? Rồi, đánh giá chủ đầu tư thì chúng ta từ pháp lý này, Đúng cái dự rồi. án đấy pháp lý ổn không? Đúng rồi. Đấy, nếu mà họ gỡ được pháp lý rồi nhưng mà bây giờ hết tiền thì cũng không triển khai được, Đúng đúng rồi. không? Nợ nhiều quá hết tiền thì khó triển khai. À. Đấy, nhất là trong bối cảnh ở thời điểm hiện tại khi mà cái trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản nó vẫn là một cái gì đó đang lơ lửng ở trên đầu, chúng Đúng ta rồi. cần phải gỡ. À. Đấy. Và ngoài ra nữa thì ngoài cái vấn đề trái phiếu thì bản chất là chúng ta cũng cần phải nhìn vào các cái báo cáo của chủ đầu tư. Ví dụ như đây là một chủ đầu tư mà họ có niêm yết trên sàn, có cái thông tin rất là cụ thể, thì chúng tôi cũng có thể đánh giá cho anh chị xem. À, nếu như chúng ta nhìn vào một cái như thế này, chúng tôi sẽ đưa ra các nhận xét và nhận định. Thì nếu như mà anh chị có định mua cái sản phẩm này chẳng hạn, thì chúng ta cũng không cần phải vội đâu, vì bây giờ không còn cái câu chuyện là cứ mua từ móng là chắc chắn thắng nữa rồi. Đó, mà chúng ta cũng có thể là gì, à cứ đợi cho họ xây xong, và nếu như chúng ta cảm thấy là giá thời điểm đó nó phù hợp thì chúng ta đưa ra quyết định cũng chưa phải muộn. Chứ không còn là cái câu chuyện như ngày xưa là luôn luôn là mua sản phẩm từ cái thời điểm booking là chắc chắn thành công nữa, hoặc là chắc chắn lãi nữa, thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự hiểu biết nhất định anh Long ạ. Đó. Và ngoài ra khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi là mua của ai rồi thì chúng ta cũng cần phải biết đến là gì, bây giờ chúng ta có vốn một số tiền nhất định chẳng hạn, Có bao nhiêu thì tiền? đúng rồi ạ, Bao nhiêu tiền đi thì vay? đi vay bao nhiêu, đúng không ạ, thì chúng ta cũng cần phải có những cái phương án tài chính bất động sản.
Ví dụ như đây là một cái bản chào lãi suất mà chúng tôi hay cung cấp cho những cái khách hàng mua các cái này có thực tế không anh? Cái này, cái này là hoàn toàn thực tế đấy anh Long ạ. Đây là một bản lấy chào từ lãi ngân suất hàng luôn đúng lấy không? từ ngân hàng và cũng update cũng rất là sớm đấy anh Long ạ. Cái đây là ngày từ ngày 20 tháng 5. Tức là những đối tác của chúng tôi. Đúng rồi ạ. Thì các ngân hàng thì họ sẵn sàng là cung cấp những cái khoản tài chính rất là rõ ràng và công khai và minh bạch và cho ngoài mọi ra người có lựa chọn. Đúng rồi, và ngoài ra nữa thì ở đây bây giờ các ngân hàng ấy họ cũng có cái tư duy rất là tốt là họ có những cái sản phẩm và họ cũng chia ra luôn anh Long ạ. Anh Long có nhìn thấy đây kia, ví dụ như mức gói 1 của họ thì họ cho cái thời gian cố định rất là dài, nhưng mà cái gói thứ hai ấy thì họ còn gọi luôn là cho khách hàng đầu tư, nhưng mà ở đây em cảm thấy là họ đầu cơ nhiều hơn tại vì họ chỉ ưu đãi những cái thời gian rất ngắn từ 3 tháng 6 tháng cho đến 12 tháng thôi, tức là phải lướt sóng ngay. Vâng, và nếu không thì sau này chịu lãi suất cao. Đúng rồi, chính xác ạ. Thế còn cái này là để cho người mà người mua thực sự đúng rồi ạ, tôi hiểu như vậy. Vâng, và thật ra ấy thì cái việc đầu tư hay đầu cơ ấy thì nó sẽ là tùy cái khách hàng thôi, và quan trọng nhất là gì, họ sẽ lựa chọn được cái sản phẩm nào phù hợp với bản thân của họ. Đó, thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng có thể update cho các anh chị để anh chị có thể lựa chọn các cái sản phẩm tài chính bất động sản. Thế muốn mà có nhận những cái báo cáo này thì làm thế nào? Cái phần link về các cái báo cáo này thì em sẽ để ở phía dưới của cái phần comment ở dưới này để mọi người có thể tham khảo cụ thể hơn về cái này. Và cuối cùng nữa, cái phần thứ tư ấy, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề liên quan đến bất động sản ấy, thì chúng ta cũng cần phải nói đến các cái vấn đề về thay đổi về pháp lý. Như anh Long cũng biết thì sáng hôm nay thì Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã ký một cái quyết định, đó là gì, lùi cái thời điểm áp dụng ba cái luật mới vào ngày 1 tháng 7 về ngày 1 tháng 8, có nghĩa là lùi hơn một tháng. Lùi một tháng. Vâng. Lý do được đưa ra đó là do các cái văn bản hướng dẫn, ví dụ như là các cái nghị định và các cái thông tư thì nó chưa được gọi là có thể là do cái sự chuẩn bị nó chưa được đầy đủ. Bởi vì như chúng ta cũng biết ý, thì các cái luật này nó là những cái luật rất là quan trọng cho cái thị trường, thì cần những cái sự hướng dẫn thông tư nó đầy đủ để làm sao mà khi mà đã đưa ra là chúng ta không cần phải sửa đổi nữa. Tôi cũng làm luật khá là nhiều cho nên tôi hình dung về cái quy trình cũng mất nhiều thời gian. Chúng ta có luật và ra nghị định, như là thuộc chính phủ, rồi còn về các bộ như bộ xây dựng, rồi các bộ có liên quan để mà ra thông tư hướng dẫn. Nếu mà tôi nghe thấy trên mạng xã hội nhiều những cái đội sale bất động sản hay môi giới bất động sản nói rằng là luật đất đai mà được thông qua được có hiệu lực một cái giá đô sản là to the moon luôn, tức là tăng phi mã lên cung trăng, thì liệu có nghe có vẻ hợp lý không, hay là luật thì giúp chúng ta làm gì đây? Thật ra thì luật thì cũng giúp cho các gọi là chính phủ sẽ điều tiết cái thị trường bất động sản tốt hơn anh Long ạ, rõ ràng hơn đúng không? Đúng phát rồi. Triển gọi là tôi vẫn nghe thấy là luật đất đai sửa đổi rồi luật kinh doanh bất động sản lại luật nhà ở là ba cái luật chính. Thế tất nhiên luật đất đai là quan trọng nhất. Đúng rồi. Thì mục tiêu đó là giúp cho ổn định thị trường và phát triển bền vững. Đúng rồi. Không có cái gì gọi là to the moon đâu ạ. Dạ. Thế cho nên mọi người mua cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ phải trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta phải đưa ra khi chúng ta quyết định là mua nhà. Đúng chứ không cần thiết phải là quá lo lắng. Đã. Thì đấy là những cái thông điệp mà chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ trong chương trình mà gọi là thị trường bất động sản điều chưa nói. Đúng rồi. Đấy, thì chúng ta đã có nói dối rồi, nói thật rồi, thì bây giờ có điều sẽ có người nói cho chúng ta. Đấy, thì tôi cũng hy vọng rằng là mỗi chủ thể tham gia thị trường sẽ có những đóng góp riêng của mình để cho thị trường quay trở lại là phát triển ổn định và bền vững. Đúng rồi. Đấy, chứ tôi đọc trang mạng thì có cái trang mạng mà ngay bài phía trên thì ghi là cơn sốt đất sắp đến rồi. Đấy. Vừa đọc cái đây mấy ngày nữa. Ngay bài phía trên cơn sốt đất sắp đến rồi, bài phía dưới thì là những người cái gì nhỉ, những người mua đang gồng đang gồng lỗ, chưa bán vội, thì tôi không hiểu là sốt hay là gồng lỗ. Đúng rồi. Thế thì đấy là câu chuyện của truyền thông, cho nên là chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng khi mà chúng ta ra quyết định. Rất là cảm ơn Hùng và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thì chúng tôi hy vọng rằng là những cái thông tin mà đưa ra thì có thể giúp cho mọi người trong việc ra quyết định. Thế còn ai mà muốn đăng ký những hệ thống báo cáo như thế này thì chúng ta có thể theo dõi trong đường link trong phần mô tả, trong comment. Chúng tôi có những cái hệ thống để mọi người có thể đăng ký những cái báo cáo phân tích đánh giá một cách cụ thể định kỳ. Tất nhiên là những ai mà tham gia chương trình đào tạo về tài chính và đầu tư bất động sản REFI ấy, đúng rồi, thì là những người mà đã có nguyên tài khoản để chúng ta có thể xem được rồi. Dạ. Đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và xin hẹn gặp lại ở các chương trình sắp tới.
Thời điểm nào bạn có thể đầu tư bất động sản, phân khúc nào sẽ mang lại lợi nhuận tốt? Chương trình đào tạo tài chính và đầu tư bất động sản sẽ giúp bạn xây dựng được cấu trúc tài chính, danh mục bất động sản phù hợp với bản thân. Học viên sẽ định giá được sản phẩm bất động sản cũng như tiềm năng tăng giá trong tương lai, cũng như đảm bảo an toàn pháp lý theo luật bất động sản mới nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 094 238 6611. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.